Chà, xuất đây con được ngọt nè. À lời nó mà chụp cho mùi nó nạc rưu tia đây thử ế. Chà, tia mớ ngày nay ngày ấy con. Nè, mơ mớ ngày nay ngày ấy. Cứ thằng ngày ẳng kia chà. Chẳng mà chụp cho mùi nó nạc rưu nó thằng ngày ẳng kia. Nâng cứ dân nơi riêng mê riêng phía sạc mai nè con á. Mà ông nâng á. Chà, chẳng dân chập đám. Mà ông phía sạc mai thằng ngọt nè. Tại mong đừng cho riêng con mê bán phương ả mai lực luôn pra nè. Hoà ngày nâng. Miền bàn liên đây nhận nhuộp ớt. Chà, hai bên ban nhằm tắc ế. Tặng ốc nê mình complete nha, hướng nhằm tắc sống khăn á nha. Đôi nơi không phát chân là cụ tài phép thang. Con tặng ốc nê trời nhằm tắc. Thở ế con, phê chân lên nhằm tắc. Phê chô vinh con trời nhằm tắc. Chà, nhằm tắc sư sống khăn á. Chui đó là xa đập biên cài con. Nế. À lời dân riêng trong rồi rồi. Hai nữ, nông ca riêng dù mùi nạc rú nông mong phía sạc mai nắng. Xong phải để con vô mà sạc xa rồi rồi là hai thử ớt. Chà, chẳng con chạp đàm bác sĩ phơ bông tùm bò tí cao sập mùi cho mùi nâng nạc rù. Chà, bà con nà át bàn dơ tùm phơ bông mà chất khuôn tế cứ con mơ cho mùi nâng nạc rù nâng lực đạc khiên nè. Toàn này con, chà, chẳng ca bì thì ngày chân cứ dương bàn riêng bạc cọp cho mùi nâng nạc rù hào dây thử ớt. Chà, riêng bạc cọp nó bạc cọp bê kết nè con. Nè, mê riêng tiên chất sập bí, nhà chân, cơ, chân ấy con, cơ chân nờ. À nắng cứ dương hình bạc cọp hào dây, cơ chân nờ. Cơ chừng mớ, cơ chừng rờ. Chà, dân con ban bạc cọp cho mùi nâng nạc cừu hai hai nơi ca bị ngại chàng. Toàn này con, chà, dân đo mê riêng ní cư dân riêng bạc cọp cho mùi nâng nạc cừu tưởng ọc ní. Ở xong tốc, riêng an cho mùi nâng nạc cừu tưởng ọc ní. Toàn này con, ta bà dân chữ con nam bằng toàn chạy an. Con bạc cọp, này con á, con phía chim bạc cọp. Toàn này, chà, ở lời con chạp đam an cho biện mùi chiếng cho mùi nâng nạc cừu tưởng ọc ní. Chà, môn nằm bóng cư nạc rưu tay bà cọp ai. Hai ba nạc khủ an to tờ nè con nè. Chà, cơ, chừng nơ, khnơ, nơ ía, khnìa. Chà, cái lấy nè hát ai ba nạc khủ an tha sạc ía con. Đại sao ấy, đại sao ạ sổ cơ ní cư sốc chó. Chọt ơ. Chà, chẳng phê đã đạc cho mùi nâng sạc này sai. Cư sạc á, bà đô tay chia sạc ía. Toàn nè con. Chà, nạc khủ ban phép bi thay chan mà sai. Tay là cũng lịch. Toàn nè con. Chà, chẳng bà cọp mà sai tiết. Cơ, chừng nớ, khnớ, nô ía, khnìa. Chà, chấm cái lấy ní cư dương an thá. Khnìa, khnìa nó mình đây thầm bài con. Khnìa dương á, khnìa mật phẹ dương, cô chật dương nó nghe hai thật khnìa chẳng á con. Chà, mà tôi mà tiết khmiền. Mà đâu tiết con, khmiền. Chà, mà đâu tiết khmiền. Khmiền nó đây là khủ xua con thà con, mình không phải đai vậy. Con thà, ăn miền nè. Tại đây con, chà, mà tôi mà tiết kìa. Chà, bà tòa mà tiết kìa. Chà, mà đông, mà bị bà tòa tiết cứ kru. Chà, mà đông tiết kru. Chà, mà đông tiết kru. Chà, chẳng con nè, bị nè, đè con chỉ đám hai nè khủ hoàng ngay ạ. Toàn này con, chà, cứ bị kru. Chà, đôi con hai nè kru, lục kru, thở ấy con. Chà, chẳng bị kru cứ dân sửa xây bạp nè nè con. Cơ, chừng rớ, đạc sát, sát ồ, phần tay đại xa, ạ sổ cơ cứ sốt chó. Chào ớ chẳng tới chía ủ. Toàn này con. Chà. Ní cứ crun. Mà đông tiết crun. Chà. Mà đông tiết crun. Chà. Crun nắng đôi con ở. Ní hóa chư hóa con. Nhưng hai thật con crun. Con chư ai ngày nắng ngọt. Toàn này con. Chà. Tớ tiết crop. Mà đông tiết crop. Chà. Mà đông tiết crop. Chà. Crop dân crop chùm này à ha. Để dân nhằm hai nơi xóa dân crop viết tục cùng ai rồi rôm. Toàn này con. Chà crop. Toàn mà tiết crop. Mà đón tiết crop. Chà mà đón tiết crop. Chà crop nắng ấy kìa con crop. Squa lấy. Crop ấy ở. Chà crop ấy crop xoa chẳng ti. Crop ấy chẳng hắn á con. Chà cái phở bị crop. Bịa nắng cứ kê dơ tập ra nơi lơ. Crop thôi mà chiết á. Chà để dân hai thật crop. Cứ có chiếc chăng á con. Chà. Tòa mà tiết cường. Chà. Mà đông tiết cường. Chà. Mà đông tiết cường. Chà. Và tòa ta bị tiết. Cứ cài. Cài. Đà phía xa dân hai. Cứ cài cài á con. Cài. Cơ chừng rớ. Cơ cơ é. Cài. Chà. Cài. Thế con. Tụi ngọt nha kê nha lỡ bụng hay mà hay bụng nha lỡ khẻ tiết thở ớt. Chà, dân kè. Chà, bịa to mà tiết cứ krum. Chà, đo tiết krum. Chà, đo tiết krum. Chà,
ឥឡូវយើងតមកពាក្យមួយព្យាងហ្នឹងយើងអានឲ្យហើយកូនអាចអាននៅផ្ទះភាសាទៀតណាកូនណាតាឥឡូវមុននឹងចូលពាក្យពីរព្យាងអ្នកគ្រូអានពាក្យនេះឲ្យភាសាទៀតណាកូនណាចាគ្នាគ្មានគ្រាគ្រូក្រុនក្របក្របគ្រឿងក្រែក្រុមចានឹងគឺជាពាក្យមួយព្យាងចាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមពាក្យពីរព្យាងជាមួយនឹងអ្នកគ្រូតាពាក្យមុនដំបូងគេគឺពាក្យគ្រួសារគ្រួសារចាម្ដងទៀតគ្រួសារចាពាក្យនេះពាក្យអីគេកូនពាក្យនេះគ្នីគ្នាចាម្ដងទៀតគ្នីគ្នាចាម្ដងទៀតគ្នីគ្នាចាពាក្យនេះក្រញូចាម្ដងទៀតក្រញូចាតទៅទៀតគ្រប់គ្រាន់ចាម្ដងទៀតគ្រប់គ្រាន់ចាម្ដងទៀតគ្រប់គ្រាន់ចាពាក្យចុងក្រោយគេគឺពាក្យក្រវីចាក្រវីម្ដងទៀតក្រវីចាឥឡូវយើងអានពាក្យមួយព្យាងនិងពាក្យពីរព្យាងហើយហើយកូនចាប់ប្រាំបន្តមកពាក្យខាងនេះគឺជាអីគាត់គឺជាពាក្យឬក៏ជាលបាស់ចាគឺជាលបាស់តើអ្នកគាត់ចាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមពាក្យលបាស់ជាមួយនឹងអ្នកគ្រូចាចាប់ផ្ដើមលបាស់ទី1ចាលោកគ្រូខ្ញុំពិសានំគ្រក់ចាម្ដងទៀតណាកូនណាលោកគ្រូខ្ញុំពិសានំគ្រក់ចាម្ដងទៀតលោកគ្រូខ្ញុំពិសានំគ្រក់ចាអញ្ចឹងយើងអ្នកគ្រូបានអានឲ្យ3ដងហើយហើយកូនទាំងអស់គ្នាបានអាន3ដងនៅអ្នកគ្រូនៅចាអញ្ចឹងបើសិនជានៅកូនត្រូវតែអានណាកូនណាចាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមចូលលបាស់ទី2ខ្ញុំកេងមិនគ្រប់ម៉ោងកើតជាគ្រុនចាម្ដងទៀតខ្ញុំកេងមិនគ្រប់ម៉ោងកើតជាគ្រុនចាអញ្ចឹងលបាស់ទី2យើងបានអានហើយឥឡូវយើងបន្តមកទៀតចូលលបាស់ទី3តើអ្នកកូនចាលបាស់ទី3យើងចាប់ផ្ដើមគ្រួសារខ្ញុំពីគ្រួសារគ្នានៅលើក្រែចាម្ដងទៀតគ្រួសារខ្ញុំពិគ្រួសារគ្នានៅលើក្រែចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូបានអានឲ្យទាំងពាក្យមួយព្យាងពាក្យពីរព្យាងនិងលបាស់តើអ្នកគាត់ចាអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនទី72ហ្នឹងគឺយើងបានបញ្ចប់នៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកូនកុំភ្លេចកាត់មេរៀនចូលនៅក្នុងអីគេគាត់សៀវភៅសរសេរដៃកូនឲ្យបានស្អាតចាមេរៀនកូនគូបន្ទាត់ពីក្រោមឲ្យស្អាតចាចំណងជើងកូនគូប្រអប់គូអេបានស្អាតតើអ្នកកូនចាហើយនឹងកុំភ្លេចសរសេរមេរៀនហើយកូនអានឲ្យបាន3ដងតើអ្នកកូនអានឲ្យបាន3ដងណាហើយបើសិនជានេះទៀតកូនត្រូវរៀនហាត់សរសេរពាក្យមួយមួយតើអ្នកកូនចាចុងក្រោយអ្នកគ្រូសូមអរគុណកូនៗទាំងអស់គ្នានិងអរគុណអាណាព្យាបាលផងដែរ